Hot hot hot, áo phông One Piece ra mắt theo nhiều mẫu mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. So sánh sức mạnh của hai Certainty Kid và Law, ai mạnh hơn? Trong chapter 1040, sau hơn chục chap threesome, Law và Kid đã tỏa sáng. Cuối cùng, khiến cho mẹ lớn sướng run rẩy lẩy bẩy mà không còn cần phải lên đỉnh với cả Kaido. Việc Big Mom bị hạ bệ bởi hai Certainty khiến cho các fan vô cùng bất ngờ và phấn khích. Đi đôi với cảm xúc hưng phấn đó là sự tranh cãi Kid và Law ai mới là người mạnh hơn khi hai thanh niên này thay nhau luân phiên rỉa máu, người kiến tạo dứt điểm đẩy mụ già mạnh nhất thế giới vào bước đường cùng. Ok, ngay bây giờ mời anh em cùng đến với video so sánh sức mạnh Kid và Law ở thời điểm hiện tại. Anh em đừng quên click vào nút like để nhân hai niềm vui cùng xem soi nhé. Một, trá quỷ. Mở hàng là năng lực của trá quỷ. Cả Law và Kid đều đã thức tỉnh, khiến cho cuộc threesome với Big Mom trở nên vô cùng mãn nhãn. Chap 1030, Law sử dụng Chrome xuyên họng Big Mom như xin thịt lợn nướng. Kid truyền năng lượng đồng nát cho mẹ lớn, biến Big Mom thành một cục nam châm khổng lồ, hút hết đống sắt vụn tại Oni. Màn tâm đầu ý hợp của hai thanh niên này đã đả thương được cơ thể kim cương bất hoại của Charlotte Lin. Cơ ba, đừng có thấy hoa nở mà ngỡ sân về. Đừng thấy tứ hề, à nhầm, tứ hoàng mà dễ bắt nạt. Big Mom cắn tuổi thọ như doping, máu với mana lại đầy bình. Phải đến tận chap 1038, 1039 và 1040 khi Kid và Law quyết định không giấu nghề, tung hết mọi chiều cuối. 2 đánh 1 không chột cũng que. Cuối cùng thì Big Mom cũng chịu bó tay chấm com dã từ cuộc chơi. Vì đã cùng đạt đến giới hạn của người dùng trá quỷ nên tiêu chí để so sánh sẽ dựa trên tính hiệu quả và sự nhuần nhuyễn. Trái ve chai Vechanomi giúp cho Kid tạo ra những vật bằng sắt vụn siêu to khổng lồ như là cánh tay thép, robot ép người, súng thần công hay pháo điện tử gây ra sát thương diện rộng nhưng lại không chí mạng. Ngược lại, năng lực của trá quỷ 5 tỷ kết hợp với cả trí tuệ của Law nhắm vào các điểm yếu của kẻ thù để tấn công đã mang lại tính hiệu quả cho các đòn đánh. Cứ xiên vào phát nào là ăn tiền phát đó. Trong trận chiến với Big Mom, những đòn khiến cho mụ già mạnh nhất thế giới cảm thấy thấm thường đến từ vị trí của thuyền trưởng băng hải Dark Horse. Về sự linh hoạt của trá quỷ, với Marvel thì Kid là Iron Man, còn về Việt Nam, người ta gọi anh tôi là ông đồng nát. Chiki Chiki thức tỉnh vẫn phần lớn xoay quanh năng lực của ve chai, ý mình là nó không được phong phú như tiềm năng của trái OP OP. Hồi trước vào dụng năng lực thức tỉnh, Thánh Hành sớm mốc cuộn đã từng nhận xét về năng lực của Law. Khi các người nằm trong vòng tròn của Law, tự xem mình là bệnh nhân nằm trên bàn giải phẫu của hắn đi. Tức là Law sử dụng trá quỷ vô cùng thuần thục và điêu luyện. Ngoài ra, cả Big Mom và Kaido đều công nhận sự phiền phức và nguy hiểm đến từ trại OP OP. Ây da, chết tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy Law? Hơn nữa, trá quỷ tối thượng khá đa dạng chiêu thức khiến tớ từng nghĩ rằng liệu có phải đây chính là trá quỷ bị đổi tên, còn real name của nó là Copy Copy No Mi, bởi vì luật có thể cosplay năng lực của các loại trá quỷ khác nhau. Thì mình đùa thôi, chỉ tưởng tượng, óc sáng tạo của chủ sở hữu đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển sức mạnh của trái hệ Paramecia. Với trí tuệ siêu việt, Law linh hoạt sử dụng chiêu thức tùy ý. Phải kể đến như kỹ năng Room, loại bỏ toàn bộ âm thanh trong một phạm vi nhất định so với năng lực của trái Naginagi của Rosinante. Đây chính là chiêu thức mà Law dùng để tưởng niệm người anh quá cố Corazon. Hay là kỹ năng khiến cho mọi vật đảo lộn bay trong không trung giống trái Fua Fua của sư tử và Shiki. Rồi khả năng tạo màn chắn như trái Bari Bari hay phân tách các bộ phận cơ thể để tấn công đối thủ như trái Barabara của chú hề Bucky. Chiêu này được Law dùng để tấn công Treble. Như vậy là với trá quỷ, Kid đạt 8/10, Law là 10/10. 2. Haki. Xét về Haki, Kid và Law đều chưa thể hiện nhiều. Trong các pha giao tranh, hai thanh niên này chủ yếu sử dụng các chiêu thức liên quan tới năng lực của trá quỷ. Hay nói cách khác, sức mạnh của hai ứng cử viên sáng giá trong ngôi vị tứ hoàng đang phần lớn dựa vào trái hệ Paramecia. Law đã từng một chiêu chém đôi Virgo, người luôn tự mãn về khả năng Haki vũ trang cứng như thép của mình. Nhưng lúc đấy, kiếm của Law chưa được bôi đen nên không chắc rằng anh có sử dụng Haki vũ trang lúc bấy giờ hay chỉ là nhờ vào sức mạnh thuần túy của bản thân. Trong anime, Law đã bọc Haki vũ trang vào chân tay để giao lưu quyền cướp với Doflamingo, nhưng mà trên manga thì không có chi tiết này. Nhưng chắc chắn là anh có Haki vũ trang bởi anh có thể làm bị thương Thánh Hành Smoker, chủ sở hữu của trá quỷ hệ Logia. Nói tóm lại là cấp độ Haki của Law chưa được bộc lộ một cách rõ ràng. Đối với Kid, anh được xác nhận là sở hữu cả bao loại Haki theo thông tin của Vivrecat. Chính sinh vật mạnh nhất thế giới cũng đã chứng thực về Haki bá vương của sư tân tinh này. Tuy nhiên cũng như Law, Haki của Kid vẫn chưa được khắc họa một cách đầy đủ. Vừa lột đánh lao thẳng vào đối thủ vã từng thằng một,
Có lẽ Kid sẽ thiên về hai kỳ vũ trang, nhưng Racing Boy Oda lại có một màn bẻ lái ông quốc cực gắt khi lồng ghép chi tiết Kid không biết đến sự tồn tại của hai kỳ vũ trang cấp cao. Ở cuối chắc 1000, Luffy sử dụng hai kỳ vũ trang cấp cao đả thương Kaido bằng đòn Red Rock. Kid đã trợn tròn hai mắt vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc đó là thứ hai kỳ gì vậy. Đồng nghĩa với việc hai kỳ vũ trang của Kid chắc chỉ đang dừng lại ở cấp độ cơ bản. Điều này cũng dễ hiểu khi anh không được ai chỉ dạy mà chỉ tự mình mày mò học hỏi. Nhưng Kid, nhân vật được tác giả Oda xây dựng là siêu tân tinh, sẽ so kè, khanh đua cùng Luffy trên con đường trở thành vô hải tặc, nên tiềm năng phát triển của Kid trong tương lai sẽ là rất lớn. Sớm muộn, cậu cũng sẽ học được Haki bá vương truyền vào đòn đánh như bên chính của chúng ta, hoặc ít nhất là Haki vũ trang xuyên phá từ bên trong. Tiêu chung lại, Kid có Haki bá vương, nhưng hiện tại thì bá khí vẫn đang khá phế, nên Haki của Law sẽ được 6/10, Kid chỉ nhỉnh hơn 1 điểm là 7/10, và trong tương lai, có thể thuyền trưởng băng đồng nát sẽ kéo ra khoảng cách điểm số này với anh Luận. 3. Tốc độ. Kid vốn là dân chơi hệ cận chiến, giải quyết vấn đề bằng nắm đấm và trực tiếp nhận hành từ đối thủ, nên chưa có quá nhiều chi tiết phô diễn tốc độ của anh, nhưng qua một số phân cảnh chúng ta có thể tạm đưa ra đánh giá về nó. Đầu tiên là trong cuộc chạy đua tại nhà ngục Udon, Kid và Luke cân tài cân sức, không một ông nào truy nhường ông nào, cả hai vừa vác đá vừa chạy và đạt được số vòng như nhau trong cùng một khoảng thời gian. Tiếp đến ở Onigashima, khi DJ tàu khửa Apu đàn Check It Out bán hành rổ với Lự bằng vũ điệu cồng chiêng, thì từ xa trông thấy bóng hình quen thuộc. Ôi, người anh em uống máu ăn thề, tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng lại nguyện chết khác năm, khác tháng, khác ngày. Eustace Kid phi nhanh như một cơn gió, lao đến và vỡ alo của Apu. Và điều đáng chú ý ở đây là gì tên phản bội Apu đã trông thấy Kid phe trai từ xa nhưng vẫn bị anh đồng đã tóm được. Và cuối cùng, trong các cuộc combat với Tứ Hoàng, Kid cũng đủ nhanh để tránh né và đánh trúng những nhân vật thuộc hàng quái vật này. Để bắt kịp với những Yonko thì ít nhất tốc độ của Kid phải đạt 8/10. Ông vừa tốc độ, ông Hoàng tốc biến Trafalgar đương nhiên là được điểm tối đa trong khoản này. Nhờ khả năng đến từ trá quỷ Opeopenomi, Lo có thể dịch chuyển tức thời trong phạm vi room bằng cách hoán đổi bản thân với vị trí của vật khác. Trong cuộc báo thủ Thiên Dạ Xoa, Law đã hoán đổi mình với vị trí của Luffy và bất ngờ tấn công khiến cho Doflamingo cạn cả bình máu. Đến với Wano, Law tiếp tục cho thấy đây là năng lực hữu ích khi kịp thời thấy chỗ thay cho vô mù đường, sau đó dùng Injection Shot xiên Kaido. Trước đó, lúc mới lên đỉnh sọ khi Kaido vung truy, dù Luffy đã nhìn trước được tương lai nhưng vẫn không kịp né vì vị tứ hoàng này quá nhanh và quá nguy hiểm. Nhưng lần này, Kaido đang chủ đích bay tới, phang đầu rêu để mở đường cho Prometheus xuống cứu người tình già của mình. Law vẫn kịp tốc biến, đâm Kaido xuống ngay lập tức, tạo ra một màn chắn để giảm thiểu sát thương từ đòn phản công của sinh vật mạnh nhất thế giới. 4. Sức mạnh vật lý, khả năng chống chịu. Về phần của Iron Man One Piece, sức mạnh vật lý của cậu thuộc hàng top 1/9/1 với minh chứng. Minh chứng là trong thời gian ngồi bóp lịch, dù bị còng bởi còng đá biển, dụng cụ sẽ làm suy yếu sức mạnh vật lý của kẻ ăn trá ác quỷ, nhưng mà Luffy và Kid vẫn trâu bò vác đến 500 khối gạch đá để đổi lấy bánh bao lót dạ. Điều này cũng chẳng lấy làm lạ khi thu gom phế liệu chính là nghề tay trái của Captain Kid. Nhưng anh đã gia nhập hội tàn tật rồi mà, vẫn ngang sức với Luffy thì thể chất là quá đáng nể. Đấy, ở Udon không những phải lao động khổ sai rồi chịu cảnh đánh đập đến Onigashima lại thành bao cát cho tứ hoàng luyện cơ tay. Rồi trong lúc đang hăng máu với chị đại Big Mom, Kid tiếp tục phải chịu nỗi đau từ pháp sư đồng là mang tới. Không biết từ bao giờ, tên thầy bói tóc vàng này đã kết hợp sợi tơ duyên với thanh niên tóc đỏ, biến anh thành hình nhân thế mạng. Nhát đâm của Killer dành cho Hawkins, nhưng Kid lại là người nhận sát thương. Ông Hoàng chơi bẩn Hawkins còn tiếp tục tự đập đầu vào cột, khiến cho Kid lên cơn tiền đình. Ấy vậy mà nhờ sự nhanh trí của Killer chém vào tay Hawkins cộng với thể lực phi thường của bản thân, Kid vẫn tiếp tục trận chiến và thi triển con bài thức tỉnh trá quỷ. Mà theo lời của anh Luật thì kích hoạt cảnh giới cao nhất của người ăn Never Food sẽ ngốn khá là nhiều thể lực. Hơn nữa công bằng mà nói, thời gian chiến đấu của Kid với Big Mom là nhiều hơn Law, nhưng mà khi kết thúc thì tình trạng kiệt sức của hai bên gần như là tương đồng, nên Kid hoàn toàn giành được điểm tuyệt đối là 9/10 với sức mạnh thể chất. Về phía Law, sức mạnh vật lý cũng chẳng phải là hạng soang khi ăn chùy lôi ôi bắt quái, từ khiến Minh Chính xỉu áp xỉu đao nhưng vẫn đứng dậy, tiếp tục xuống dưới chinh chiến với Big Mom. Cụ thể, lúc Law xen vào giữa tình cảm của Kaido và Zoro, người thứ ba thì luôn phải nhận một cái kết đắng. Cụ Kai đã vô cùng điên tiết, tay vung chùy, mồm lẩm bẩm: "Mẹ cái thế hệ chó má." Và rồi, một đòn lôi ôi bắt quái với lượng haki bá vương dày đặc giáng xuống thuyền trưởng băng Hurt.
Trước đó ở Dressrosa, Lo bị Doflamingo dã như lạc, cắt mất tay trái, liên tục ăn đạn chi. Nhưng mà Torao vẫn có thể tạo và duy trì room đủ rộng khiến cho Doflamingo không phát hiện. Và rồi, anh hoán đổi vị trí với Luffy tung đòn chí mạng, hủy diệt toàn bộ nội tạng cơ thể của Thiên Dạ Xoa. Và như đã nói ở trên, không biết khi One Hit One Kill Virgo full giáp hay là Lo có dùng Haki hay không. Nhưng mà nếu nó chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy thì anh quá bá. Nên nhớ, Lo cắt đôi Virgo thật sự chứ không phải là dùng năng lực phẫu thuật của trá quỷ tối thượng. Nhưng với một dân chơi hệ chiến thuật, Lo ít có cơ hội ăn hành hơn Kid và Lu. Vì thế, Dolidon của anh luật không thể châu chó hơn thanh niên tóc đỏ. Nhưng bù lại, bác sĩ tử thần lại có trái OP, bảo bối thần kỳ giúp cho Lo chữa lành tổn thương trong chiến đấu. Nó giống như hồi máu và mana vậy, chỉ cần chút thời gian là anh tôi sẽ hồi lại cù như kỹ. Tuy nhiên, đang nói về thuần sức mạnh vật lý, không tính đến sự đặc biệt của Devil Fruit nên Lo sẽ được 8 điểm. 5. Mưu lược. Trafalgar D. Waterlaw là một chiến lược gia tài ba, anh lột top những người thông minh nhất One Piece mà chẳng cần đến tận ba cái đầu như Nami. Trafalgar Law tầm nhìn xa trên 10 km, anh hiểu và nắm bắt tình hình của thế giới hiện tại và trong tương lai. Bằng giác quan thứ 6, từ lần đầu tiên chạm mặt Lu, anh đã biết cậu sẽ là người thay đổi thời đại này. Chẳng vì thế mà một băng hải tặc trẻ lại sẵn sàng lao tới căn cứ của hải quân nơi đang diễn ra cuộc chiến vô cùng khốc liệt giữa băng tứ hoàng và tổng lực hải quân để cứu người xa lạ. Mọi đường đi nước bước đều được lo lên kế hoạch rất tỉ mỉ, từ gia nhập Thất Vũ Hải, bắt cóc Caesar, phá hủy nhà máy SAT và Smile, đá đít Doflamingo cho đến hạ bệ tứ hoàng. Thuyền trưởng băng hải tặc Hot cứ lần lượt giải quyết từng cái một, dù đôi lúc gặp phải sự phiền phức đến từ câu thần chú Gomu Gomu no của ông Men, nhưng mà kết quả cuối cùng thì vẫn thành công mỹ mãn. Và để có thể đi đến nước ngày hôm nay, Lo đã lập plan từ ít nhất là 2 năm trước, nộp 100 trái tim của hải tặc, thành công thâm nhập đội ngũ Thất Vũ Hải để thăm dò những bí mật của thế giới, trở thành Shichibukai trẻ nhất liên minh với chính phủ ở độ tuổi 26. Mặc dù được coi là một trong những kẻ mạnh nhất tân tinh, nhưng cậu đã không vội vàng vào trong tân thế giới và phải ít nhất vài tháng thì Lo mới đổ bộ tân thế giới và làm khuynh đảo cửa ngõ vùng biển này. Điều này ít nhiều cho thấy sự thận trọng, tâm lý và nhiều chiến thuật của cậu. Sự nhìn xa trông rộng của Lo cũng được thể hiện tại Punk Hazard khi anh đã đánh cháo sợi xích hải lâu thạch bằng hàng pha ke thép thuần túy để đề phòng trường hợp bị dích rồi lẳng lặng thoát ra khỏi cái lồng giam. Cái trí tuệ hơn người này của Lo là tài năng thiên bẩm chứ không cần thông qua luyện tập. Ngay từ khi còn bé, Lo đã bộc lộ chỉ số IQ vô cực khi trốn trong bụng một cái xác chết để thoát khỏi sự truy quét của chính phủ trong chiến dịch xóa sổ thành phố trắng, vương quốc Flavens. Với tất cả những điều trên thì luật 10 điểm không nói nhiều. Vừa lột đánh lao vào đồng quy vô tận cùng kẻ thù, Kid đã bị lầm tưởng mất não giống thằng Men. Nhưng mà trên thực tế, trí thông minh của Kid còn hơn những gì mọi người vẫn nghĩ. Anh khá tôn trọng kế hoạch của đồng đội khi mới lên vào Onigashima, nhận thấy Luffy cùng Zoro âm tính với trí thông minh, tay chân một miệng nhanh hơn não để đổi thân phận. Kid một giây anh bâng khuâng, nghĩ xem hai thằng này đang làm cái mẹ gì khi lớp cải trang vốn dĩ là để phù trợ lên minh đùm nát tiến vào đây một cách êm thấm. Rồi anh sốc lại tinh thần, nở một nụ cười nham hiểm. Thôi, mặc kệ tên ngu ngốc này đi, thế thì càng thuận lợi cho anh hành động. Cười người giây trước, giây sau nghiệp quật, cái đầu lạnh của Kid ve chai cũng chỉ giữ được trong khoảng 3 giây. Ngay sau khi nhìn thấy tên đồng đội China Apu, sự tỉnh táo của anh đã bộc hơi hoàn toàn. Một khi đã máu thì đừng có hỏi bố cháu là ai, kế hoạch là gì nhỉ? Khi tóc đỏ mặc kệ lời can ngăn của thằng bạn nối khố Killer, náo loạn, đòi lấy mạng kẻ phản bội. Nói vậy thôi, chứ ít nhất trong đội điển của thuyền trưởng băng đồng nát vẫn có hai chữ gọi là kế hoạch, chứ mất não như Luffy với Zoro thì còn chả biết viết từ này như thế nào. Có một chút sốc nổi, nhưng mà Kid lại là best phối hợp của đồng đội. Anh hiểu ý của bạn chiến đấu vô cùng khi hai lần thành công đẩy bà già Big Mom rất đai. Vào cái đêm Seven Suns trên đỉnh sọ, cảm thấy tình hình không ổn, Kid đã cùng Zoro, Lo, Killer nảy cùng tần sóng não, tâm linh tương thông, phối hợp hành động nhằm tách đôi phi công trẻ và máy bay bà già để giảm độ khó game. Để cho kế hoạch thành công, anh không tiếc hy sinh khuôn mặt đẹp trai của mình để đánh lừa Big Mom, cho Lo có cơ hội tài trợ Big Mom một chuyến du lịch đi vào lòng biển. Mặc dù hành động của các thanh niên bạo hành bà già vô cùng phản cảm, nhưng mà vẫn không thể che lấp đi trí tuệ của những siêu tân tinh tuổi trẻ tài cao này. Phân cặp xuống dưới bem nhau tiếp với mụ già mạnh nhất thế giới. Một lần nữa, sự phối hợp ăn ý đến từ hai thanh niên thuộc thế hệ tồi tệ nhất đã hạ bệ con gái vật thời đại cũ. Bản năng ngu, vô cực của ve chai cũng được phô diễn qua chi tiết. Dù bị băng tóc đỏ xin nhẹ cánh tay trái, Kid vẫn sâu đến lãnh địa của Big Mom mà không phải chịu một tổn thất nào. Còn tiện tay, đả thơm một tư lệnh ngọt của mẹ lớn. Tức là thần điệu đại Kid đã tính toán kỹ càng và không phải đối diện thẳng với tứ hoàng Big Mom để rồi bị dí như băng mũ dơm. Vậy nên, Kid xứng đáng đạt 8,5 trên 10.
Và như vậy, Lo được 42 điểm, Kit đạt 41 điểm. Vậy là anh em đã có câu trả lời khi đưa sức mạnh hiện tại của hai thanh niên lên bàn cân. Điểm số thì vô cùng suýt soát. Bây giờ thì Lo đang nhiều điểm hơn, nhưng mà thời gian tới khi thế hệ cũ bị hạ bệ và Kit sẽ có nhiều đất diễn hơn thì 96,69% Pagoda sẽ cho thanh niên này nâng Haki lên một tầm cao mới. Và giờ thì cùng đến với chương trình, comment đi và bạn sẽ lên TV vào cùng một video. Đầu tiên là comment của bạn Lợi Phan. Anh ơi cho em hỏi, Big Mom đã chết, liệu các homie của bà ta có theo Nami như rớt không ạ? Anh xin đính chính lại là Big Mom chỉ ra khỏi đảo Oni chứ chờ chết nhà em. Đường đường là Muza mạnh nhất thế giới, sao oản nhanh thế được? Tiếp theo là comment của bạn Phạm Kiên. Cho em xem gương mặt đẹp trai của Eddie. Hồng Bé ơi, em không follow anh, sao lại xin in tứ của anh? Và cuối cùng là comment của bạn Mạnh Phạm Đức. Ê rồi, ai châm thuốc cho Sanji cũng được chết như Ace, vậy cho Kaido châm cũng chết đúng không? Khả năng lão đại châm thuốc cho anh ba là không cao, nhưng mà uống rượu cùng số tóc đỏ thì có đấy. Dâu trắng và Ace đều từng chén chú chén anh với Shanks, và ta cũng không biết được là 2 năm trước lúc mà Shanks gặp Kaido thì có làm tí rượu không nhờ. Video đến đây là hết rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Nóng nóng nóng, băng hải tặc Xăm Soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece Xăm Soi, chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Xăm Soi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.